Đấy. Các tip ăn tăm cày chân nhất. Đấy, ok nhỉ. Đấy thì đầu tiên là có hai loại là vàng một đợt đen, một loại xanh đấy, nhưng mà nó hết hạn tôi cũng mua anh em. Đấy ok anh em nha. Nếu người bình thường ăn tăm cày nha, đấy, học sinh bình thường nha. Đấy thì sẽ bóc đây, có cái bóc này. Đấy, bóc đây ăn. Ui cái quán này bóc ra nó còn không ra các bạn. Đấy, bóc ra nó không ra. Đấy, đấy là cách của người bình thường, học sinh bình thường, cách của học sinh gọi là khó tủ, cầm dừa khói này, đóng này. Đấy, nghe tiếng kêu vừa của ấp hay ánh sáng rồi, đấy gọi lên này, xong rồi ăn, đấy. Quá chất luôn anh em, quá thơm. Nhức cái nách ok anh em nhé. Đấy là kiểu báo thủ. Còn có một kiểu nữa mà hôm trước tôi vừa thấy tôi đi làm về, trên đường tôi đi làm về tôi thấy là mấy anh em thiếu niên gọi là 4-5 anh em gọi là ăn chung một gói tăm cày này này, xong lại còn tranh nhau gói mì tôm anh em. Xem có vẻ hay phết, vui phết. Đấy, đấy, đấy kiểu học sinh bình thường ăn tăm cày nhé. Ăn bình thường ăn. À, kiểu của con nhà giàu ăn tập cây ấy, gọi là học sinh con nhà giàu ăn tập cây ấy. Ok anh em. Đấy. Ok anh em. Đấy thì nhưng như tăm cày này thì không lạ gì với em nữa rồi. Mình thấy những anh em gọi là thiếu niên ăn rất là ngon. Nhưng mà nói chung là anh em ăn, anh em nhớ xem hạn sử dụng xem khó không nha. Vậy tôi xem từ gói tôi vừa ăn nào. Tôi không biết là tôi còn hạn sử dụng không. Chưa giới hạn sử dụng chỗ nào. Ui hết hạn rồi các anh em ơi. 14 tháng 9 2023. Còn bây giờ tận tháng 10 rồi, 17 tháng 10 rồi. Nhưng mà vẫn ăn ngon anh em ạ. Nó chỉ cuội hơi khô khô rồi. Nhưng đối với con nhà nghèo như mình mới hạn một tháng mà ăn được vẫn ăn ngon. Đấy, ăn cái vàng vàng thì nó có vị ngọt ngọt, có vị ngọt nhiều hơn là vị cay mặn, cũng cay nhưng ngọt. Trong cái đùi gà có loại này Alula phiên bản mới, nhưng mà thực ra cái tăm cày đen này có từ ngày xưa rồi. Ok anh em, thì xem là còn hạn sử dụng không nha. Đây, sản xuất ngày sản xuất 10 tháng 9. Hạn sử dụng chắc tầm độ 6 tháng. Đấy, cái này còn hạn này. Tôi thấy vẫn là mới.
ăn, ăn kiểu báo thủ nhá, ăn kiểu báo thủ. Cầm này, một tay cầm này, một tay đánh dưới đây đi. Đấy. Thế nó mới chớt phải không? Thơm mùi như kiểu thịt hổ anh em ạ. Cái loại đen này mùi như thịt hổ. Thì trong hai loại này thì anh em thích ăn loại nào nhất? Bình luận phía dưới nhá. Like và đăng ký kênh nhá. Mùi giống thịt hổ. Còn hại không khác, mềm. Mềm, không bị khô. Ăn cuốn lắm. Không biết nào ạ, ăn cuốn lắm. Đầu tiên vẫn phải nói là nhiều dầu mỡ. Nhiều dầu mỡ. Thứ hai là thơm, cay, mặn. Hay giống như là việc cái loại này là loại ngọt này, cái này là loại mặn này. Đúng. Bạn nào thích ăn ngọt mua đùi cá, thì ăn mặn thì ăn cam canh đen. Ngọt lắm. Đúng là ăn cuốn cuốn thế nhở anh em ạ. Tôi vừa đi làm về. Đúng là tôi về lâu rồi. Đấy nhưng mà không biết có anh em nào mà đi làm chưa. Giống mình nhá. Nhiều người ta thuê mình làm về một việc à? Không. Người ta lại bảo mình đi làm một việc khác. Đó. Mình không thích. Ngày nãy mình trốn về. Ok không? Ăn cuốn lắm nhưng mà ăn cái này nhiều mặn. Mặn lắm. Mặn lắm. À, ăn này ăn. Chỗ ăn của con là giò. Kiểu ăn cay của con là giò á. Hay có 3 kiểu ăn, 4 kiểu ăn. Ngon quá, ăn gần hết nổi. Thôi tôi để phần em tôi nha anh em. Còn mấy cái rồi. Em là xem kênh mình lâu thì biết mình có em gái mà. Ok anh em. Mình để phần em gái nha. Các bạn ăn thì cũng nhớ là để phần em nhá. Đấy, phần em là một, phần bạn hai, ok. Cay quá. Thì mình giải cay bằng quả thạch dừa này nhá. Hình như là 500 một cái, 1.000 hai cái nào ạ. 1.000 hai gói này anh em ạ. Mình thấy cái thạch ngon quá. Thạch dừa tăng lực luôn, chất được. Đấy, tiếng Thái Lan các kiểu. Tay mình yếu các bạn ạ, mình đi phải nín. Ai ôi, chảy máu rồi, thôi. Này, không biết mai có làm được không, tay đau này. Muốn ăn mấy cái thạch này mà nào đậm, mẹ tự nhiên hại thân. Bực thế. Ôi chảy máu các bạn ạ. Cái đen đen trong nó đang chảy máu này.
phải đấu ạ. Thôi, tạm biệt các bạn nhé.